ca sĩ Thu Thủy nhắc lại tin đồn chồng không yêu con riêng. Năm 2019, khán giả xôn xao khi cho rằng chồng trẻ của Thu Thủy có hành động mạnh tay với con riêng của vợ ngay trên sóng livestream. Dư luận cho rằng Kim Nguyễn không thực sự yêu thương con riêng của vợ nên đã đối xử ác ý với đứa trẻ. Mới đây trong một talk show, Thu Thủy và Kim Nguyễn đã nhắc lại ồn ào này. Thu Thủy cho biết con em sinh ra hơi tăng động, bị dư năng lượng. Em có cho con đi khám thì bác sĩ kêu cần giảm bớt ăn kẹo hay chất ngọt hoặc là uống sữa có chất béo. Lúc đó em không biết, mới lần đầu làm mẹ nên cứ nghĩ con thích gì thì mình cho. Mình nghĩ là con đã thiệt thòi nhiều nên thích kẹo cho kẹo, thích bánh cho bánh. Nó tăng động đến mức nổi tiếng nhất trường mầm non. Khi đó chồng em mới kéo tay con xuống. Dĩ nhiên con nít, khi mình không cho nó chơi thì nó sẽ phản ứng. Mọi người chưa tiếp xúc với gia đình em, vẫn là ngày đám cưới đầu tiên nên chồng em ít chia sẻ. Đó cũng là những hình ảnh đầu tiên của gia đình nên vô tình gây sự phẫn nộ rất nhiều. Có mặt tại talk show, Kim Nguyễn cho hay lần đầu đối diện với dư luận tiêu cực anh cũng ngỡ ngàng. Thế nhưng khi bình tâm suy nghĩ, anh nghĩ thoáng hơn, chỉ cần tập trung đến cảm nhận của con thay vì lời nói của mọi người. Sau những biến cố đến hiện tại, vợ chồng Thu Thủy vẫn đồng hành bên nhau. Kim Nguyễn cũng không ít lần thể hiện sự gắn bó giữa anh cùng con trai riêng của vợ.